Ngày hôm nay mình làm món thịt kho khoai tây nha các bạn. Ngày đây thịt heo mình đã rửa qua nước sôi rồi đó, mình trần sơ xong mình rửa nó sạch. Giờ trước khi mình nấu thì mình ướp gia vị, mình ướp tiêu. Đường. Muối, nhiều đường, muối bột ngọt nha. Cho chút xíu nước màu. Mình ướp xong mình để thịt cho nó thấm gia vị khoảng nửa tiếng đồng hồ. Rồi bên này thì mình cắt khoai tây nè các bạn. Khoai tây mình cũng để sắc ra rồi. Thì mình cũng ướp mà, ướp gia vị. Mình cũng ướp đường này. Muối. Bột ngọt. Giỏ khoai tây nó còn tốt rồi, mình để cho nó thấm gia vị chút. Giờ mình chuẩn bị mình kho đây. Bây giờ mình cho miếng dầu với là tỏi, mình phi cho cái tỏi nó thơm. Chỉ đậy cái nắp lại nha, nó có thịt nó chín. Mình nấu chút xíu cái thịt nó chín rồi các bạn, thế mình cho chút xíu nước vô. Rồi xong rồi mình cho khoai tây vô. Nêm lại chút xíu cho nó vừa. Cái nắp này cho nó chín nha.
thường thì khoai tây mình kho mình nấu canh với lại thịt, nhưng mà bữa nay mình kho cái thịt ngon á, cái món thì mình bắt trước ha, của người Phi á.